Vợ cũ Bằng Kiều tuổi U60, một tay điều bình khiển tướng, vừa kinh doanh vừa đắt show. Nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn tìm mọi cách để con không gặp cha, điều đó là không nên, vợ cũ của Bằng Kiều nói. Mới đây, chương trình Truyền phố Phường đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Trung Tử Lưu và ca sĩ Tris Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều. Tại chương trình, Trung Tử Lưu tỏ ra ngưỡng mộ Tri Phương Trinh vì đã ở độ tuổi U60 nhưng vẫn đắt xô Anh nói, Tris bây giờ điều binh khiển tướng, sâu chầu nhiều đến ngột thở. Tôi chưa thấy một ca sĩ nào ở độ tuổi của Tri mà đến giờ này sâu vẫn xảy đặc. Tổ nghiệp đãi Tri quá nhiều, một mình điều khiển 8 cơ sở kinh doanh rồi đi đến 80 sâu diễn. Tri Phương Trinh nghe vậy liền chia sẻ, đúng như anh Trung Tử Lưu nói. Tôi không phải một công việc mà quá nhiều công việc, chưa kể ở nhà còn điều bình khiển tướng ba ông con trai và bà cửa hàng, bởi vậy nên giọng tôi lúc nào cũng trong tình trạng bị khan. Nhưng nhờ tổ nghiệp thương nên tôi lên sân khấu vẫn hát hò bình thường. Dù đã ở độ tuổi U60 nhưng Tris Phương Trinh vẫn luôn khiến mọi người thán phục vì sự trẻ trung và năng lượng dồi dào của mình. Khi làm việc, cả ngày không mệt, đi show nhảy liên tục. Cô nói, tôi cũng không biết vì sao lại có năng lượng như vậy chắc vì một thân một mình nên tôi phải làm thôi chứ biết trông vào ai. Với lại tôi cũng là người năng động, một ngày mà ngồi không một chỗ không làm gì, tôi sẽ bị stress không chịu được. Nếu kinh doanh cái này ổn rồi, tôi sẽ kiếm cái khác tiếp. Nhiều người hỏi tôi có sợ thất bại không, nhưng tôi có đọc một cuốn sách trong đó nói rằng, người thành công là không sợ thất bại, nếu sợ hãi là sẽ thất bại. Tôi không sợ nên tôi cứ làm. Tôi chỉ thất bại trong tình yêu chứ không thất bại trong kinh doanh bao giờ tôi cũng may mắn khi làm gì cũng suôn sẻ. Ví dụ khi tôi lấy chồng, tôi nghĩ ở nhà sinh con rồi chăm con suốt cả chục năm, cứ nghĩ rằng nghiệp ca hát của mình đã hết. Nhưng không hiểu sao tới giờ ở độ tuổi 56, tôi lại được đi show trở lại và được mời show rất nhiều. Tôi được tổ nghiệp thương và được cho nhiều sức khỏe. Tôi cũng từng mổ xây thanh quản, tưởng như đã phải xài nghề, nhưng ai ngờ mổ xong, giọng lại dài hơn. Phương Trinh cũng được ngưỡng mộ vì sau khi chia tay vẫn làm bạn, giữ mối quan hệ tốt đẹp với người cũ. Về điều này cô chia sẻ, Tôi thấy nhiều người phụ nữ sau khi ly hôn tìm mọi cách để con không gặp cha, điều đó là không nên, như vậy thiệt thòi cho con mình lắm. Vì thế nên tôi luôn thân thiết với cả người mới của người cũ để các con được qua lại thoải mái. Tôi muốn chúng thấy rằng dù cha mẹ chia tay thì con cái vẫn còn cảm giác có gia đình.